Nhưng mà các bạn nó quay trở lại với mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ đi kiếm cái ông anh ham tiền của mình, kiếm kiếm gì chọc cũng chơi. Ông đâu mất tiêu rồi. Thấy 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 chú Lợi rồi mà đâu không? Dạ, chú Lợi trên kia kìa. Rồi để chú lên chú kiếm chú Lợi. Ui. Đã ngủ. Trời ơi, thanh niên ban ngày mà ngủ làm gì? Đi làm đấy chứ. Sáng giờ không đi làm hả? Sáng giờ kiếm việc hoài không có ai thuê. Công ty khu công nghiệp đầy cái xong vô mà xin mà làm. Rồi á, mà chưa, người ta kêu từ từ chờ đợi, đi ngủ yên. Giờ muốn có tiền không? Tiền hả? Trời, muốn có tiền chứ. Mệt khổ ghê, một lúc thương anh không có việc làm cũng mệt. Có tiền. Giờ có tiền không? Giờ muốn có tiền không? Muốn có tiền chứ. Có tiền thì trời, theo em. Có cái gì cho tao làm đi. Trời ơi, em nghe nói ngày xưa anh học võ đúng không? Trời ơi, học võ có. Anh chặt nổi kia một cây gạch không? Ok. Giờ nếu anh chặt gãy một cây gạch là em cho anh 100.000 chịu không? Chịu luôn. Trời có tiền là luôn. Rồi ok đi thôi, vậy thì anh em mình thôi. Có tiền. Đây có một gạch là thấy không? Rồi thấy. Em nói ngày xưa anh học võ kia ghê lắm mà. Có chặt được không? Rồi bà đây chặt cây bảng, bây giờ em lại đây. Nếu mà anh lại chặt gãy được cục gạch này á, anh lại sẽ có 100.000. Rồi chấp nhận không? Anh thì thử coi. Tôi thử coi xem sao. Thì sư học võ mà có chừng bẻ bàn á, bẻ bàn là đền 100.000 đó mà nha ông nội. Vậy hả? Ừ. Có tiền là phải ha, là phải cố gắng thôi, ngày xưa học võ phải áp dụng lại. Phải áp dụng cho ta xem. Chắc gì nhẹ bay. Chắc cái gì không mà sao, trời? Không sao. Sốc kỳ vậy. Ừ. Chắc là tao tao đang bữa tao lâu nay là tao chưa gọi là bế quan tịnh tu nên nhiều lúc cái sức lực của tao nó chưa có dồn lên tay nên nhiều lúc tao chặt chưa được, để bây giờ mày để tao dồn sức ấy. Rồi chặt đi. 2 3 ai da, trời ơi sao mày yếu vậy, có quạch mày cầm không được hả? Sao kỳ lạ vậy ta? Chắc là do biết không, chắc là do mình chưa có tập trung á. Sao lần này sẽ được. Trời không rồi, đâu xích ra một bên. Xích ra một bên. Đâu quá. Để em thể hiện cho nè. Qua kiếm hả? Qua kiếm. Đi ra. Mày để tao ra cái là lỡ mà gái tao đến cái là tao có sức tao chặt liền à. Rồi. Đâu. Ý, từ đây cục gạch mà có chuẩn bị sẵn hả? Thôi là kiếm chỗ nào mà không đứt rồi, chỗ này đi. Ý, con này cháo lên đây. Rồi. Giờ cái kêu mang tiếng học võ một gạch chặt không được như nè. Ồ nhìn nè. Tao mẹ, thử coi mẹ được tao làm tao chặt được. Em không học võ, nhìn nè nha. Rồi. Ây da. Chưa rồi. Rồi. Sao kỳ cục rồi đó, chứ sao kỳ cục, cái thằng này kêu chuẩn bị sẵn cho mình rồi mà sao kỳ đó. Kỳ hả? Kêu kỳ cục rồi đó. Ừ. Kêu nó chuẩn bị sẵn cho mình rồi mà. Đây, mình chạy coi. Nhìn nè nha. Ừ. Ây da. Bẻ luôn thấy chưa? Mày nhẹ không cần dùng sức thấy chưa? Mày khỏe vậy? Đó lại chặt đi. Để phi tao. Nếu không tin đúng không? Nè, cho cầm cầm tận tay luôn. Cầm đi. Rồi. Cầm đi. Cầm được cầm dọc đi. Cầm. Ừ. Thể hiện cho một lần thôi nha chưa? Rồi. Ôi. À. Chưa. Đã kêu là đã chuẩn bị rồi, sẵn rồi mà sao thằng này làm ăn dở ghê ta? Ai vậy? Không, thằng kia. Rồi. Từ đây đem cầm gạch đây. Rồi. Nhìn lại coi. Kêu chuẩn bị sẵn rồi mà sao nứt rồi. Chặt không kỹ thằng này. Ủa, mày nói gì vậy? Không. Mày nói gì vậy? Ý là cái cục gạch này cứng. Ây da. Cứng thì đúng rồi, gạch cứng rồi. Tại nha. Dở ghê thật. Nè, cái nãy là bị lỗi thôi. Ừ. Rồi, đá lại nè nha. Đứng cụ thể vô nè. Khoan, tao tự thế ra từ từ. Ui. Đập nhầm, không sao đâu. Lôi. Nhưng mà là lá mình nhớ bồi thường của tiền cho tao. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Để em chứng minh thêm một gạch nữa thôi nha. Một gạch thêm anh thử đấm nha nha. Rồi. Không mà cái đá không được đâu, không còn như nè. Ôi. Dạ. Qua dở quá, dở quá. Ui. Mày hay quá. Mà tao phải làm được như mày mới được. Đó, làm đi. Nè. Nhẹ thôi, em hiểm anh này, em thân tay chân yếu tay mềm anh à. Rồi rồi anh đừng có nhắm vô mặt em là nha. 1 2 anh đang tính đấm hay đá vậy?
tao đá, quên tao đấm. À, đấm chứ, đá chứ lại dài nha. Rồi. Rồi. À, mày để gì đi, mày để vậy, mày để vậy là không được. À, để gì? Để gì nữa? Quay nhà tao với tao đấm vô vậy đúng không? Đấm luôn. Ây da. À. Ôi ôi, sao kỳ lạ ta, mình nhớ mày học võ trước mình đấm. Hồi trước mình đấm là cái bao cát là văng lên cái đó nè, bấm cái mình đấm bao chấu mình nó bay mà sao kỳ lạ gạch mà đấm mà hoài mà không bể ta. Sao kỳ cái học võ mà chẳng được kìa. Chắc là do tao gọi là mấy cái này tao bếp không bếp của anh đó, cho nên nhiều lúc cái cơ thể gọi nó nhão nó mềm nó nhão á, đúng không? Mày coi nè, mày coi lại như tao nè, mày coi nè. Bây giờ mày giả mày coi tao nè, đúng không? Nhìn nè. Đúng không? Con thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Coi nè, coi nè. Nè. Ừ. Thấy chưa? Chặt nguyên một cục mới là vấn đề, chặt một cục làm gì? Thấy chưa? Nguyên cục hả? Ừ. Chặt đứt một cục mà nãy giờ không được 100.000 nữa kìa. 2 3. Yeah! Để con vô con lấy thuốc cho. Ê, chú đau quá rồi, ui đau. Dạ đau quá. Đây nè, cầm đi, chụp cho nè, đá cho nè, đây nè, dở ghê thật, cầm dở ghê thật, cầm đi. Rồi. Có cái gì đâu mà không chụp được, thì nè. Dạ. Dạ. Thôi chú. Dạ. Dạ. Ui mày không còn bỏ sao mày khỏe vậy? Cầm vô. Dạ. Ui sao mày khỏe vậy, Cầm tiếp. Lộ, cầm lại. Thôi. Ghê chưa? Wow. Ghê chưa? Mày học thôi, quả mày phải vậy. Mày có cái ép nào mà hay mày chỉ đi. Hay. Nhận làm đồ đệ đi. Mày nhận làm đồ đệ đi. Đóng phí 100.000. Phí 100.000 hả? Có tiền không? Mày thối lại, mày thối lại. Cho luôn đi. Chơi. Thật nghề mà, biết tại sao không? Chỉ cho, lại truyền cho. Ừ. Mày chỉ cho đi để vài bữa đó tao. Mày thấy gì đi không? Vết nước sẵn rồi, tao chặt sẵn rồi đó. Thấy không? Thấy vết nước sẵn không? Biết tại sao là nãy mày ham tiền quá mày không để ý. Cầm thử một cái đi. Đánh đầu thấy chưa? Ghê không? Ăn nhau ở chỗ đó thôi. Vậy hả? Ừ. Ủa sao mày hay thông minh vậy? Ủa? Giờ sao? Trời giải tán thôi, nhà đi về. Ôi gì cần tiền của tao? Đưa rồi thôi, tiền phí đó. Bây giờ sao? Tao vừa bị đau tay, vừa bị nó đá, vừa bị mất tiền, vừa bị lừa nữa. Trời ơi trời. Lát nữa cái tay mình nó sưng, chù dù lên. Rồi tiền thuốc của mình nó chịu, ai chịu cho mình. Ôi bị lừa rồi, tức quá.